Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm gà cay 7 cấp độ siêu cấp được làm từ lò hấp nướng đa năng Panasonic. Đây cũng là chiếc lò thế hệ mới siêu hấp được rất nhiều bạn yêu cầu eShip review trong thời gian qua. Nguyên liệu làm gà cay 7 cấp độ gồm có 2 đùi gà lớn, 4 củ khoai tây, ớt tươi, chanh vàng, lá hương thảo, hành tỏi, rau mầm và cà chua ăn kèm, lá oregano khô, ớt bột paprika, muối và tiêu. Cách làm rất đơn giản. Bước 1, dùng dĩa nhọn xâm đều lên vỏ khoai tây. Đây là bí kíp giúp nước trong khoai sẽ thoát ra khiến ruột khoai bở tơi khi hấp. Bước 2, hấp khoai. Tháo hộp chữ nước của lò hấp nướng ra, đổ đầy nước vào rồi lắp lại hộp vào vị trí cũ. Xếp khoai lên khay cho vào lò. Chọn chế độ hấp steam 2. Đặt giờ hấp 15 phút. Bí kíp để khoai nướng cả vỏ thơm ngon là sẽ phải hấp khoai nguyên củ trước khi nướng. Với lò nướng đa chức năng này thì bạn chỉ cần cho khoai vào hấp trong khi làm các bước tiếp theo nên sẽ rất tiện, sạch và tiết kiệm thời gian. Bước 3, làm sốt ướp gà. Cắt nhỏ ớt rồi băm nhuyễn cùng với hành tỏi khô. Lưu ý cấp độ cay của gà phụ thuộc vào lượng ớt bạn dùng ở bước này. Mình dùng 5 quả ớt đỏ siêu cay cho cấp độ 5. Tiếp theo, bào vỏ chanh vàng và vắt nước nửa quả chanh vào hỗn hợp hành tỏi đã băm nhuyễn. Nhớ dùng dao nhọn khía vào lõi chanh để vắt được nhiều nước và dễ hơn. Sau đó cho vào đây 2 thìa mật ong, 2 thìa dầu ô liu, rồi cho ớt bột, oregano, muối và tiêu vào trộn đều. Bước 4, tẩm ướp gà. Dùng dao nhọn khía vào phía trong đùi gà để tách xương đùi, giúp miếng gà dễ thấm gia vị hơn. Đeo găng tay rồi massage hỗn hợp gia vị đều khắp đùi gà. Vì sẽ nướng bằng chế độ đối lưu phun xương nên gia vị sẽ dễ dàng thấm đẫm và ngấm đều vào thịt, cũng như thịt sẽ không bị mất nhiều nước trong quá trình nướng nên bạn không cần thời gian nghỉ để ướp gà, gà sẽ tươi ngon hơn. Lúc này khoai tây cũng đã hấp vừa chín tới. Lấy khoai ra, bổ muối cau rồi trộn đều với hỗn hợp gia vị còn lại cho thật ngấm. Xếp khoai đều lên khay gà, đặt lá hương thảo rồi cho vào lò nướng. Bạn sẽ nướng ở chế độ đối lưu convection và không cần làm nóng trước, without preheat. Bấm nút start để chọn 200 độ C. Bấm tiếp, chọn nướng trong 40 phút. Giữ nguyên nút start trong 1 giây để chọn chế độ phun xương trong quá trình nướng. Bạn sẽ thấy hiện lên chữ steam sauce. Đặc biệt, khay nướng thông minh của lò Panasonic này có lỗ thoát nước nên khi nướng không bị đọng nước, thịt sẽ vàng đều các mặt. Thực ra thì vì mình thích thì mình nướng và phun xương thôi, chứ còn khi nướng thì đã thấy cực kỳ thơm rồi. Gà cay 7 cấp độ siêu cay, siêu thơm và ngon tận xương. Hãy xem thử thách của bạn là ở cấp độ số mấy nhé. Chúc các bạn ngon miệng.